Rồi chào anh em nha. Hôm nay đầu tuần chúc mọi người một ngày đầu tuần nhiều nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và nhiều nhiều may mắn nha. Hàng về hôm qua rồi nhưng mà hôm qua chủ nhật thì không có đăng, nghỉ hả? Hàng về mui bọng rồi có Sài Gòn. Sài Gòn thì hôm nay về ba con máy xăng bán cho anh em nào đam mê mua về dọn để đi, hoặc là anh em thợ thầy nào mua về dọn để bán ha. Giá từ hai mấy triệu tới ba mươi mấy triệu một con. Đó, như con này là giá 2x thôi, 2x là hai mươi mấy triệu nha. Đó, thì em báo giá chung thôi, tại vì có em vừa bán lái mà em vừa bán cho dân nên là em báo giá chung thôi. Anh em thợ nào mà mua về dọn bán thì em bán giá khác, lấy số lượng hai ba con thì em bán giá khác hơn. Còn anh em nào mua một con thì giá khác. Đó, vậy thôi. Đây, mấy con này là máy xăng ha, OHV hết. Đó, nồi bô. Đó. Cái này thì nó tạc sơn lên nhìn nó dơ vậy thôi, chứ giờ mình rửa ra hoặc là mình chà ra mình sơn màu khác luôn. Đó. Ghế có nè, ghế trước ghế sau nè, đây ghế trước nè, đây ghế sau nè, ghế trước nè, bánh nè, tay lái nè. Đó, về công là nó tháo rồi thôi. Vỏ này thì hư rồi, vỏ này phức rồi. Đó, tình trạng em tả như nói chung là chủ yếu trên mặt thôi. Đó vậy thôi. Đó, chủ yếu tả trên mặt. Còn em thợ thầy mua thì không quan trọng những cái xấu đẹp ha, tiền nào thì của đó, mua về dọn ha. Sài Gòn hai băng ghế máy xăng đó. Nói chung là mui bọng đầy đủ nha, mui bọng kiến đồ. Nói chung là bên Nhật về có sao bán vậy ha. Em gửi hình bên Nhật rồi anh em xem trên đó có gì thì em sẽ đưa cho anh em cái đó ha. Đó. Con này thì máy dầu. Mấy bộ này thì em bán rồi nha, bộ bán rồi. Anh em nào bữa mấy bữa hỏi cái thùng rải phân 600 kg máy rời nè. Đây chạy máy Honda 5 người rưỡi nè. Áo bị hơi xét, giờ sơn lại nha. Đó, áo xét thôi, không có mục nè, máy hơi nè. Đó. Giật còn chưa cóc cóc luôn nha. Đó, máy hơi giật còn rất là ngon. Máy Honda 5 người rưỡi. Khi nào mình muốn rải phân thì mình giật nổ lên ha. Giật nổ lên là cái này nó sẽ kéo cái hộp này. Đó, là cái thùng này nó sẽ chạy ha. Đó, nó sẽ chạy và cái này văng phong ra. Đó. Đây. Mấy cái bánh Sài Gòn nó còn nằm trên này. Đây. Bánh Sài Gòn nè, ghế tựa nè. Đây là cái ván này. Đó, thùng ván còn đẹp, rất đẹp nha. Đó, cái này nó sẽ đẩy phân ra nè. Đó. Rồi cái này nó sẽ vơ, cái này nó sẽ quăng ha, là phân nó đi. Cái thùng này anh em gác lên bất cứ con xe nào cũng được nha, tại vì nó là thùng rời, thùng rời ha. Chỉ cần bắt ốc thôi, một ốc này, hai ốc, ba ốc, bên kia ba ốc là sáu ốc. Con này nó là một con xe rù thì em để lại em dọn hơn, em chỉ bán cái thùng thôi. Đó, cái thùng này mười mấy triệu đó nha. Anh em nào mua về gác lên bánh hơi, bánh xích, gác lên, nói chung mấy cày gác lên cái gì đó, nói chung gác ở đâu cũng được. Rồi mình chạy mình đổ phân chuồng, phân dê, phân bò, phân cừu gì đó vô mình phun ha. Đó, cái thùng còn rất đẹp nha, nước sơn rinh còn khá là đẹp luôn á. Đó. Đây quay cho anh chị xem hai con Sài Gòn Yamaha này. Yamaha là đời mới nha, đời mới. Đây chạy chạy thắng đĩa nha, chạy bốn thắng đĩa trước sau luôn ha. Hai con cặp này là một cặp song sinh ha, giống nhau luôn. Bánh của nó nè anh em. Đây. Bánh nè. Đó. Bánh nó là 19 190 nhân 50 trừ 12 mâm 12, mâm rất là to. Đó. Mâm rất là to nha. Đó. Bánh của nó nè. Hai bánh sau, hai bánh trước. Đó. Dàn máy nè, đẹp lắm nha. Đó, thấy không? Mới nhìn như ra thôi là biết nó đẹp rồi. Đó. Ốc bô nè. Đó. Hệ thống còn đẹp nha, gới da bò luôn. Gới da bò em thấy hầu như là chưa rách cái nào luôn á. Em thấy là bộ gới trên này là không rách luôn. Đó. Hoa lăng thì họ tháo ra rồi, họ đợi nó mình ráp vô thôi. Gới đây. Đó. Hệ thống. Dàn nhựa. Đó, anh em nào làm về dọn thì em bán cứ như giày dao đi thôi ha. Đó, bánh đồ khỏi cần ráp. Đó, cứ để giày giao đi cho nó rẻ tiền cước, mình bó lại thôi. Đó, cho nó rẻ tiền cước nha, chứ giờ mình ráp bánh ráp mua vô là mình giao một con là giá thành nó lên, nó đội lên gấp 3, gấp 4 không biết thôi hả. Đó, nên mình tháo bánh tháo mua ra hết luôn, về đó là ráp thôi. Đó, em không có nhận ráp lại đâu nha. Anh em nào mà muốn tới xem để chở thì anh em cứ việc tới xem rồi anh em lấy đủ đồ là lấy thôi. Mua con lựa thì giá khác, mua hai con giá khác, mua ba con giá khác vậy thôi ha. Cái gì nó không có cái giá của nó mà. Đó, bánh nè, cái này là Yamaha nha. Đó, nó có cái mâm ở ngoài luôn.
thắng đĩa, 4 thắng đĩa. Qua lăng người ta tháo ra luôn ha. Đó, mấy cái đậy mâm nè, nó. Đó, thì em quay cơ bản thôi. Quay cơ bản thôi nha. Còn xe mô tả là đầy đủ, có nghĩa là bánh ghế mui bọng đầy đủ ha. Đó, bánh ghế mui bọng đầy đủ. Vậy thôi. Về mình ráp lại, còn chỗ nào mà nó nấy thì mình chỉnh sửa lại ha. Chẳng hạn như nó rớt ra này, đó thì mình ráp vô mình siết ấp lại. Đó, vậy thôi. Ok. Bô nè, sáng giới ha. Rồi anh em quan tâm những mặt hàng nào liên hệ nha. Nói chung là xe này thì bên em bán xe bất cứ xe gì cũng vậy ha, xe rùa, xe gon hoặc là những món đồ gì cũng vậy. Thì bán từ đẹp tới xấu tới trung bình, đẹp rồi trung bình rồi tới xấu. Thì bán cho anh em nào mê cái đẹp thì mua cái đẹp, anh em nào thích cái trung bình về dọn sơ hoặc là về cho nó nhìn được thì anh em mua cái trung bình. Còn anh em nào mua mà muốn xấu luôn, nói chung không cần đẹp, về để độ chới cho nó rẻ thì em vẫn có cái xấu đó, nó vậy. Em là đặt 3 tiêu chí luôn đó, đẹp, trung bình và xấu đó. Nên là bên em bán là cứ xấu đẹp lì đều có hết đó. Những con xe gon mấy bữa 66 mua về là bán hết rồi nhanh em nha, chứ không còn con nào đâu. Anh em đừng có chơi mắc chơi rẻ gì hơn, cái giá thì thị trường, nói chung là em mua giá cao thì bán cao. Xe bữa nay không có vụ rẻ đâu nha anh em. Nhiều khi anh em cứ nghĩ là công về nhiều là rẻ, không có đâu nha anh em. Công bữa nay khui ra phí là phải nói là cao ngút ngàn luôn đó. Nhiều anh em khui công là phải chết lên chết xuống luôn, bãi trụ bãi giờ người ta rên lắm anh em ơi. Nói chung mà hàng giá thành giờ nó đẩy lên cao lắm, mua là gọi là chán ván luôn á. Hồi xưa 5 triệu giờ phải thành 10 triệu tới 15 triệu một con luôn anh em, chứ không có rẻ đâu nha. Đó. Rồi anh em quan tâm món nào liên hệ em nha. Chúc anh em một ngày đầu tuần nhiều thành công. Rồi mến chào.